Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, huyện Ân Thi đã tiến hành chi trả tiền bồi thường về đất đai và chính sách hỗ trợ cho 914 hộ dân của dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sạch và cụm công nghiệp Quảng Lãng - Đặng Lễ với tổng số tiền trên 550 tỷ đồng. Trong đó, cụm công nghiệp Quảng Lãng - Đặng Lễ có 607 trên 617 hộ dân nhận tiền. Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sạch nằm trên địa bàn xã Xuân Trúc có 545 trên 547 hộ dân nhận đền bù. Các hộ còn lại chưa nhận tiền là do vắng mặt tại địa phương và một số hộ chưa nhất trí với các phương án đền bù. Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng các khu cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Ân Thi đang tích cực vận động các địa phương có các dự án đi qua, tập trung tuyên truyền để người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và hưởng ứng ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, sớm bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư.